kính chào ban giám khảo ạ. Với cái món khai vị lạnh của em lấy cảm hứng từ món tartar ẩm thực Pháp, sử dụng nguyên liệu là hàu Pháp kết hợp với một cái nguyên liệu quê hương em rất là đặc biệt, đó là trái chanh rừng để làm cái nước sốt kết hợp nước mắm. Có một cái đặc biệt ở trong cái món ăn này, đó là em làm caviar hàu vị dừa của chân khì. I mean, any seafood or any meat also, similar recipe, is very, I think it's a kind of recipe that are flexible on terms of what you can find in your home. I'm really love it. Alan thì thấy như vậy này, thiếu cái vị hào một chút. Tại vì cái nước này nó hơi nhiều. Nếu như các bạn có cái vị hào nó dày hơn thì nó sẽ đưa cái vị iốt đi, là cái vị biển, nó hòa quyện với lại cái sốt hơi chua, hơi ngọt, hơi cay này thì nó sẽ làm cho cái món này cân bằng và rất là độc đáo khi ăn. Xin cảm ơn nhà tài trợ Jinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam.